Xin chào các bạn đã quay trở lại kênh 333 Audio Sài Gòn. Shop mình có địa chỉ tại 333 Nguyễn Trọng Tuyển, thành phố Hồ Chí Minh. Hôm nay mình xin giới thiệu đến các bạn là mình mới về được cái đầu CD có model là DCD 3500G. G viết tắt là Gold. Đây là đầu CD cao cấp đến từ hãng Denon Nhật Bản, được thiết kế mặt nhôm phay xước màu Gold rất đẹp. Máy mình về bao gồm một cái khiển zin, các bạn thể chỉnh full chức năng. Các bạn thể qua bài tới bài play tạm dừng hoặc là stop ở đây, hoặc là bạn sử dụng trên khiển đó, buông tay là đọc liền các bạn thấy không đó. Đó, rất tốt các bạn, mắt con này cực kỳ tốt các bạn đó, buông tay là đọc liền, không được một giây đó, đó các bạn thấy không? Rất tốt, bao gồm và một cái catalog các bạn thể tham khảo cách kết nối ở đây. Canlo bằng tiếng Nhật nên các bạn chỉ tham khảo cái trang cuối cùng. Dòng này được sản xuất vào năm 1998 với giá xuất xưởng 128.000 yên. Bên ngoài nó có một lớp gỗ phủ piano màu nâu, không trầy xước, không gắn mó, rất đẹp, rất sang trọng nha các bạn. Bạn nào mua con CD này về trưng bày nghe nhìn đều rất đẹp mắt, rất sang trọng. Với kích thước đây nè các bạn, dòng này đáp tần số đáp ứng từ 2kHz tới 20kHz ha. Có đường variable là đường và đường ba lăng cộng ba lăng out. Rồi. IC 100V và 24W. Kích thước chiều ngang 47,1 cm, cao 14,6 cm và hậu sâu 39 cm và máy nặng 22 kg này các bạn, rất là nặng luôn các bạn ha. 2 kg. Đó. Rồi, sau đây mình quay tổng thể xung quanh cho bạn xem. Bên xoanh quanh là một gỗ, một hồi gỗ bằng gỗ tự nhiên, phía ngoài nó phủ một lớp piano màu nâu vân gỗ rất đẹp mắt, rất sang trọng, rất bóng nha các bạn, không trầy xước. Mình đã tháo những ốc của nó ra cho các bạn xem thẳng bác vào đây, và những con ốc phía trong mình cũng tháo sẵn để mình tháo nhanh cho các bạn xem nội thất. Rồi, sau đây mặt sau, tổng thể mặt sau còn rất mới nè các bạn, rất vàng, các bạn nhìn thanh vàng trên đây và thanh vàng dưới đây, các bạn biết đồ mới rất mới nha. Đây có hai miếng nhựa chành chấm và đạp ở đây, đường digital out có đường optical và đường có sổ, đường analog out thì có hai đường, đường fit và đường variable, các bạn thể chỉnh volume phía trước, đường ba lăng out. Ở đây là thông tin DCD 3500G, IC 100V, 24W, số series 4869 đuôi, dây nguồn chính và dây nguồn chính còn rất mềm. Đó, hồi gỗ rất đẹp các bạn. Rồi, sau đây mời các bạn nghe một đoạn nhạc mở nội thất cho các bạn xem. Dòng này các bạn mua về ngay trưng bày đều rất đẹp mắt, rất sang trọng, mạnh mẽ nha các bạn. Rất là hiếm nha các bạn. Rồi. Các bạn xem nội thất, nhìn vào tổng thể nội thất con này là các bạn sẽ nhìn rất mới nè. Một khay đĩa lịch bên tay trái, hai biến áp nguồn audio và digital nằm riêng biệt, nhìn ở dưới các bạn nhìn nè, như mới luôn. Hai tụ lọc nguồn rất to, 50V và 4700 microfarad, rất khủng các bạn. Đó, bởi vậy những thiết bị các bạn nhìn rất chất lượng. Và đặc biệt cái con này nó nặng lên 22 kg là vậy đó các bạn. Bạn nhìn rất đẹp. Ở đây là
rất đẹp, tất cả còn nguyên chin nguyên bản hàng đấu giá về ngay các bạn. Đó, bạn nhìn nè, nó mặt sáng bưng luôn. Dòng là chạy một kiếp chạy mã đây nha bạn. Cái điện thoại mình PCM. PCM 64P, đây một con chip giải mã, và bên này một con chip giải mã, hai chip giải mã rất nổi tiếng được sử dụng trên những đầu CD cao cấp của hãng Denon. Bên cạnh đó nó có hai con chip lọc nè các bạn, hai chip Denon. Đó, con chip lọc. Tất cả còn nguyên zin rất đẹp. Trời sắc là sáng bưng, nó rất là vàng luôn các bạn, không có điểm chê luôn các bạn thấy không? Đó, các bạn nhìn miếng đồng là các bạn biến đồ mới này. Rất là vàng luôn, vàng au luôn các bạn. Cơ rất chắc chắn nha các bạn. Rồi dòng này các bạn mua về nghe trưng bày đều rất đẹp, mắt sức sang trọng. Đặc biệt các bạn có thể chơi được những dòng nhạc Boro, nhạc vàng, nhạc trữ tình ở cao tiết hỏa táo rất hay nghe các bạn. Dòng Denon DCD 3500 G rất đáng chơi trong tầm tiền. Đó, nghe hay bài đẹp. Bạn nào có nhu cầu gọi cho mình cái số điện thoại 0903 747 111. Sau đây mình mời các bạn nghe một đoạn nhạc ngắn thưởng thức về chất âm của cái đầu CD Denon DCD 3500G nghe các bạn. Các bạn lưu ý là lúc các bạn mở nắp cốp ra đó thì các bạn sẽ lấy cái khiển của nó và các bạn chỉnh cái đường, nếu các bạn kết nối đường variable là các bạn sẽ thấy volume nó chạy nghe các bạn. Đây. Đó, các bạn thấy nó chạy không? Đó, volume đó các bạn thấy chỉnh cái đường tai không? Và đặc biệt là ở đây cái nắp ở trong này các bạn, là nó có một lớp đệm cao su rất dày, ở trong còn rất mới. Và cái ốp gỗ ngoài này, đó mình quay mình tháo ra mình quay cho các bạn sẽ thấy nhìn rõ hơn, không tại vì xước nghe bạn rất đẹp. Rồi sau đây mình mời các bạn nghe một đoạn nhạc thưởng thức về chất âm cái đầu CD Denon 3500G, mình về tình trạng còn nguyên chin nguyên bản nghe các bạn. Cảm ơn các bạn lắng nghe một đoạn nhạc. Mình xin thông báo đến các bạn con CD có model là Denon 3500G, mình về tình trạng nguyên zin nguyên bản và còn rất đẹp. Đây là hàng đấu giá về
mình đã quay nội thất cho các bạn xem con này, các bạn nhìn là bạn biết độ mới rất mới ha. Đó, máy bán ra mình cam kết nguyên zin nguyên bản và vẫn bảo hành 3 tháng nên các bạn an tâm mua về ngay trưng bày sử dụng. Với giá rất tốt là 13.500.000 đồng. Bạn nào có nhu cầu gọi cho mình cái số điện thoại 0903 747 111, mình có ship toàn quốc. Rất cảm ơn các bạn đã theo dõi và lắng nghe. Bạn nào có nhu cầu đừng ngần ngại gọi hoặc nhắn tin cho mình. Tất cả máy về, con này về là xinh đẹp nghe các bạn, tất cả nguyên zin nguyên bản. Mình sẽ tháo cho các bạn coi từ trong ra ngoài, nội thất sườn sắt hai bên không có điểm chê luôn. Rồi đặc biệt là mắt con này còn rất tốt nghe các bạn, đĩa nào nó cũng đọc, những đĩa chép, đĩa trầy xước, những đĩa chợ đều đọc tốt nghe các bạn. Rồi rất cảm ơn các bạn đã theo dõi và lắng nghe. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn trong những video lần tiếp theo.